Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành EZ đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với tựa game đó chính là Tây Du Béo anh em ạ. Trong mấy ngày hôm nay thì mình đã có cày cua khá là nhiều rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà xây dựng một cái đội hình cực kỳ dễ chơi dành cho tân thủ. Và cách là tăng tướng, tăng sao cho tướng một cách nhanh nhất nha anh em. Thì tựa game này anh em có thể chơi được trên Android và iOS. Và hoàn toàn có thể chơi được trên cả website anh em ơi. Anh em có thể chơi qua cái trang đó chính là chơingay.vn nhá. Chơi ngay trên trình duyệt web này. Chơi ngay.vn, anh em vào đây và chơi thôi. Rồi thì trong mấy ngày hôm nay thì mình đã gần như tăng được thằng Ngộ Không của chúng ta lên, đó chính là hiện tại Ngộ Không của mình đang là 8 sao và hôm nay mình sẽ cho lên 10 sao nhé. Thì cách nó cũng khá đơn giản thôi. Nhưng mà đầu tiên thì ở trong cái phần bày trận này anh em phải chú ý cho mình, đó chính là ấn vào đây nhá. Thì đó chính là có các ngũ hành, các tướng có hệ lôi, hệ phong, hệ thủy, hệ hỏa và hệ thổ. Thì chúng ta nếu mà ra 5 tướng mà cùng một hệ thì sẽ được cộng thêm rất nhiều chỉ số. Ví dụ như ra 5 tướng này, ra trận với 5 tướng cùng hệ lôi, thủy, phong, hỏa, thổ, công sẽ cộng 20% và HP cộng 30%. Và ra trận với 4 tướng thì công sẽ giảm dần anh em ạ. Càng nhiều tướng càng tốt. Mình thì mình chọn là ra trận 5 tướng không cùng hệ, có nghĩa là đủ hệ luôn ấy, lôi, phong, thủy, hỏa, thổ. Đấy, đấy nha. Hệ lôi thì mình có Ngộ Không rồi. Hệ phong đúng không? Hệ phong mình có Đại Bằng, Kim, Sĩ, Điểu. Con nào gọi là cao sao nhất thì mình cho ra cho anh em ạ. Hàng Nga là cũng là một tướng rất là ngon. Chư Bát Giới cũng là một tướng rất là ngon, nhưng mà sao sẽ ít hơn con Đại Bàng, Kim, Sĩ, Điểu này. Nên mình sẽ cho con này ra trước. Hệ thủy mình sẽ có con Tử Hà Tiên Tử. Tùy thôi anh em. Tử Hà Tiên Tử hoặc là Mạnh Bà. Anh em thích con nào? Con này là chiến, con là trợ thủ. Có lẽ mình sẽ cho cái con Mạnh Bà này ra thì nó sẽ hợp lý hơn anh em nhỉ. Vì mình đang không có hệ gọi là hỗ trợ anh em trong team. Rồi thì mình sẽ tất cả này, mình sẽ cho kế thừa nha anh em. Kế thừa cho Mạnh Bà đi vì hai con nó bằng sao nhau mà. Đây, Mạnh Bà đây. Ok, đấy, Mạnh Bà mình sẽ cho cuối này. Phía trên mình sẽ có tăng cơ, có hệ thủ, hệ chiến, hệ thích khách hai bên. Và hệ cuối là hệ trợ thủ để cho nó tỷ lệ bị chết là ít nhất anh em ạ. Rồi, hệ hỏa mình có Natcha. Natcha khá nhiều sao anh em. Natcha của mình hình như là 6-7 sao. Còn đây là Bất Động Minh Vương thủ anh em ạ, mình cho lên trước để đỡ đòn. Và anh em cần chú ý cả cái chỗ sao này nha anh em. Tổng số sao của cả đội hình thì nó càng cao nó sẽ tăng càng nhiều chỉ số anh em ạ. Mình đang là 27 sao thì mình sẽ được mở khóa cái 25 sao này. Sức mạnh tinh tú tăng HP 4%, công 4% và thủ 2%. Chúng ta sẽ cố gắng lên 30 sao nha anh em. Tăng thủ sẽ ngon hơn 1-2% nữa. Rồi. Ok, và để lấy được càng nhiều mảnh của con tướng Ngộ Không này thì anh em sẽ có cách. Đó chính anh em vào cái phần hoạt động giới hạn này nhá. Hoạt động giờ giới hạn. Thì chúng ta sẽ quan tâm tới cái tinh thần đạt mốc và cái hồ lô đạt mốc này. Hai cái này thì nạp. Còn cái hai cái này là dành cho anh em dân cầy chay anh em. Rồi anh em chỉ cần mở 400 lần cái đây này, thỉnh thần phù này là anh em sẽ nhận được 100 mảnh của con Ngộ Không, mảnh tướng tùy chọn anh. Thì mình thường mình sẽ all in vào Ngộ Không này. Và cái hồ lô đạt mốc này anh em cố gắng đạt tới 8.000 cái linh khí là anh em sẽ nhận được thêm 100 mảnh của Ngộ Không nữa. Tha hồ mà nâng lên 10 sao nhá. Đây là mình đến vòng 2 rồi anh em ạ. Cái này thì anh em mở càng nhiều hồ lô càng ra nhiều thôi. Đây, mình mở rất là nhiều hồ lô cho anh em xem. Ok, mà để đạt được nhiều hồ lô thì anh em phải treo máy thật nhiều. Để treo máy thì anh em ấn vào phần tự động nhấp chỗ này. Thì mình khuyên anh em là anh em nên mua cái con cóc vàng ở đây này. Con cóc vàng nó rất là lợi. Con cóc vàng này thì nó sẽ sát thương là 10 lần trên một giây. Và sẽ tăng thêm 15% tăng công. Rồi thì con này anh em nên mua bằng cái nguyên bảo nhé. Nguyên bảo rất là dễ kiếm thôi. Đây, mình sắp hết rồi thì mình mua một vài cái. Mình mua 10 cái đi. Ok, mình có thể dành cái nguyên bảo này kiếm rất là dễ anh em ạ. Rồi và ấn dùng thôi. Đó, dùng hết luôn. Cứ để nó tự động auto thôi. Đấy, giao tận đến gần 8 tiếng. Có mà thoải mái, cái cá chép này nó hơi chậm. Cái dùng cái con cóc này thì sẽ nhanh hơn. Thế nguyên bảo này anh em có thể kiếm qua các loại nhiệm vụ rất là nhiều nhá. Nhiệm vụ này, thành tựu này. Đây, mình sắp nhận thêm được 20 này. Xong rồi có những cái sự kiện ở trên này này. Vượt ải lệnh này chúng ta cũng sẽ nhận được. Đấy, nguyên bảo này. Đây, mình sẽ nhận được cái
cái thẻ để chúng ta thỉnh thần phù nhá. Rồi, và chúng ta đi mở hồ lô đi đã. Ở mình anh em muốn nhanh, anh em sẽ ấn vào cái nút đó chính là bỏ quà đây nhá. Đấy, mở thêm 10 lần luôn. Tôi cứ mở hết sạch luôn anh em ạ. Ok, rất nhiều cái hồ lô anh em ơi. Cái hồ lô này nó vừa có nguyên liệu, vừa có thể ra được mảnh đỏ, tướng đỏ luôn. Quá ngon đây. Mở rất là nhiều luôn, nhận thưởng ở trên này. Rồi, xem ra cái gì nào. Ui, mảnh thôi thôi phán quan anh em ạ. Đây, tôi mở cái này ra. Rất nhiều thứ. Kim đơn. Hơn 100 cái hồ lô của tôi. Tha hồ mà mở nha anh em. Anh em mở cái này càng nhiều thì tỷ lệ ra mảnh đỏ càng nhiều luôn. Đấy, thoải mái luôn. Hồ lô đỏ không? Cho tôi cái hồ lô cuối đi. Ok, tôi mở hết sạch hồ lô rồi anh em ạ. Và khi anh em mở hồ lô thì nó sẽ trong cái hoạt động giới hạn này, nó sẽ mở khóa cho anh em những cái mốc. Đấy, mình mở linh tinh mà cũng được hơn 1.000 điểm linh khí rồi này. Quá nhanh đúng không? Đây là vòng 2 của mình rồi. Rồi mình sẽ cần khoảng là 33 hoặc 40 cái thỉnh thần phù ấy nữa. Mình sẽ nhận được 100 mảnh của ngộ không nhá. Ok, mình đã có 23. Rồi, mở tiếp này anh em. Đấy, cứ mở thôi. Ok, chúng ta thiếu bao nhiêu nữa nhỉ? Hoạt động giờ giới hạn mình thiếu khoảng 10 nữa à? Tôi sẽ kiếm bằng đâu? Cái đây là kiếm thì chỉ còn cách đó chính là anh em sẽ sử dụng được chính là cái nguyên bảo này để mở luôn. Mình sẽ tốn 3.000 nguyên bảo. À không, có cách mua rẻ hơn đó chính là anh em hãy vào tiệm nhá. Anh em có thể mua cái thỉnh thần phù, 10 cái thỉnh thần phù chỉ giá là 2.400 thôi. Tiết kiệm được 600, nhưng mỗi ngày chỉ mua được một lần. Và ấn vào tạo mới là sẽ mua lại được. Đấy, quá là hay à. Đấy, tuyệt vời luôn, thỉnh thần phù này. Mở ra nào. Đó, rồi chúng ta đặt mốc rồi anh em ơi. Tôi đặt mốc rồi. Và tôi sẽ nhận được 100 mảnh tướng đỏ bách biến có thể chọn được. Và thêm 10 cái thỉnh thần phù nữa anh em. Thêm cả hồ lô đỏ kìa. Thoải mái chưa? Rồi ok, mình sẽ nâng cấp cho ngộ không nhá. Tướng chính của chúng ta. Đây là đam chủ lực của mình ấy. Mình khuyên anh em nên chơi ngộ không à. Tại vì hầu hết tất cả những cái người trong top là phải chơi ngộ không hết. Đằng sau này, thiếu mảnh đúng không? 29 mảnh. Đằng sau lên. 9 sao rồi. Và bây giờ là 10 sao. Ok. Hết hết mảnh rồi anh em ạ. Muốn tăng lên 11 sao tôi sẽ cần khoảng 60 mảnh của ngộ không luôn. Và tôi sẽ tăng cấp mắc cho ngộ không luôn anh em ạ. Ok, tiến bậc. Let's go. Nâng cấp thì anh em hãy nâng cấp vào người thỉnh kinh trước nha anh em ơi. Chủ lực là người thỉnh kinh trước rồi, chắc chắn rồi. Cứ nâng mắc cho người thỉnh kinh trước đi. Đấy. Còn những con này thì nâng sau nhé. Rồi, ok anh em. Quá ngon luôn. Tôi vẫn còn cái thỉnh thần phù đúng không? Mở luôn. Cứ có là mở thôi. Rồi, kiếm rất là nhiều. Và kiếm cái mảnh thỉnh thần phù là anh em phải vào trong cái tam giới này. Đấy. Tam giới mà đi đánh ở trong cái leo tháp ấy, nhưng mình cần phải nâng cấp tướng chúng ta đã nhá. Ok, thần tướng này. Ui. Diêm Vương à? Diêm Vương lên nhiều sao nhờ? 5 sao cho anh em ạ. Con này cũng khá là ngon đấy chứ. Ok, mình sẽ nâng hết bọn này đi. Thái Bạch Tinh, anh em hãy nâng hết cái này đi sẽ tăng cái tổng lực chiến của anh em lên đấy. Không có gì là lãng phí cả, đúng không? Tăng sao này, quy thừa tướng này. Tăng sao thêm này. Và anh em nhớ là game này có thể chơi được trên web nhá. Đây, cái link chơi web của mình có thể để cho anh em xem luôn là chơi ngay.vn nhá. Không cần phải cài trên Android iOS làm gì cho mệt. Và nếu anh em có máy Android iOS thì càng tốt. Chơi trên nào cũng được. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nâng hết đi. Tăng sao này cũng có một cái nữa được tiếp mình sẽ giới thiệu cho anh em sau. Mình sẽ tăng sao hết cho mấy con này luôn. Rồi đấy. Ngô Cương à, lên mảnh Long tướng quân đó. Xong chưa? Chưa xong à? Vẫn còn à? Đấy, đã xong rồi nha anh em. Sau khi anh em tăng sao hết thì anh em sẽ vào cái phần đồ giám ở đây. Anh em sẽ kích vào đây để đủ điểm là sẽ mở được những cái hòm này. Và trong hòm này chứa rất là nhiều cái vật phẩm giá trị anh em ạ. À, tôi sắp được mở thêm cái hòm nữa cho anh em xem rồi. Thoải mái luôn. Đấy, mở hòm này. Đấy, 25 mảnh thỉnh thần phù và nguyên bảo 750. Cái quả rất là lớn luôn. Ok. Xong tiếp theo anh em vào phần đồ giám này là anh em sẽ tăng thêm cái chỉ số anh em ạ. Tăng HP, tăng công. Đấy vào đây này. Đấy, mình đã mở
Phun tướng à? Để tăng theo nhóm à? Ok. Và đấy, tất cả đã xong mà lực chiến chúng ta lên sẽ rất là nhiều. Cái trang bị thì anh em cứ nâng đều thôi, để cho bọn này nó có thể trụ được thôi. Cường hóa nhanh, cường hóa nhanh. Nói chung là con nào cũng nên nâng à. Rồi, và đến này 800 mình sẽ nhận được thêm tướng à. Mình sẽ nhận ai đây? Mình sẽ nhận hàng Nga hoặc là tăng thánh mẫu. Mình sẽ lựa chọn tùy cái yêu cầu đặt ra. Mới có mấy cái sự kiện chơi hết anh em ạ nha. Rồi, nhận nhanh hết luôn. Ủa, cái gì nhận hết luôn? Có gì không nhờ. Thỉnh thần phù mình có thêm 25 vé này. Mở hết thôi. Cứ mở hết thôi, không để dành làm cái gì cả. Thêm 5 cái nữa là mở được. Mình lên 406 vạn lực chiến rồi. Khá ngon đấy chứ nhờ. Trong túi có cái gì nào? Mảnh tướng ngẫu nhiên à? Dùng luôn. Tôi vẫn còn tấn 742 mảnh tướng đỏ bách biến à? Cứ bình tĩnh nhờ. Mình sẽ nâng cấp một xíu cho con mạnh bà đây. Mạnh bà nâng hơi yếu anh em ạ. Mạnh bà tăng sao tôi sẽ cần thêm 2 mảnh nữa. Đây rồi, lên 4 sao rồi. Đấy, không hề tệ một tí nào luôn. Ok, nâng cấp mắc cái này lên. Đã xong. Thần tướng, ui, tôi lại có lá rất là lắm này. Tam thánh mẫu để lên được này. Ô, có đường tập tạng rồi này. Mình vẫn thích cái đội hình, đó chính là đội hình bao gồm 5 thầy trò đường tăng. Mình đủ 5 thầy trò đường tăng rồi đấy. Nhưng mà sao này đang hơi thấp. Sao đang hơi thấp anh em ạ. Tôi sẽ suy nghĩ. Có đội hình đấy thì nó sẽ càng khỏe hơn nữa. Tăng sao đội hình đấy là 5 hệ đấy. Thỉnh kinh. Tăng hết đi. Rất nhiều luôn. Rồi, đã xong rồi anh em ơi. Tôi đã tăng hết sao để cho tất cả tướng của mình. Và tiếp ấn vào đồ giám thôi. Đấy, ấn vào đồ giám này. Rất nhiều cái điểm để tăng luôn đấy. Xong. Ấn vào đây luôn này. Tăng thêm các chỉ số tổng, tăng thủ và tăng công. Rồi, đã xong nha anh em nhá. Đấy, được thêm 29 hồ lô này. Quá là nhanh nhỉ. Cái tầm bảo này anh em cũng có thể chơi nhá. Nhưng mà mình đang chơi hết rồi. Anh em có thể xem thêm quảng cáo để có thể chơi nhá. Đổi điểm này. Không đủ điểm. Mình cần phải 20 mới có thể được. Đây tầm bảo là những cái vũ khí để trang bị cho những cái tướng của chúng ta anh em. Có vũ khí đỏ này. Tăng sát thương rất là ngon. Đưa cho Ngộ Không cầm nhờ. Giảm sát thương con này đưa cho con tăng cơ rồi. Giảm sát thương kháng bạo miễn khống chế. Tăng sát thương chính xác. Mình đang có một đồ đỏ thì phải. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi vào tam giới để tiếp tục kiếm thêm mảnh. Kiếm thêm cái thỉnh thần phù nha. Anh em xem lực chiến đấy 367 vạn thì mình sẽ đánh được. Bỏ qua luôn cho nhanh. Siêu tốc luôn. Đấy tôi nhận được thêm 10 cái thỉnh thần phù rồi này. Cứ đánh thôi. Lúc nào đến lực chiến không thể chơi được nữa thì thôi. Đấy, bỏ qua. Sau luôn. Lực chiến nó đang là bao nhiêu? 377 vạn à? Không là gì đối với tôi cả anh em ạ. Nhờ. 387 vạn. Đơn giản như đan rổ vậy. Đấy. Đấy là... thua anh em ạ. Không đủ lực chiến. Lực chiến tôi không chưa đủ. Cho thông thiên tháp nhưng mà... đang không đi nổi luôn. Ok. Chúng ta sẽ đối đầu với những người chơi khác này anh em. Rồi, chúng ta sẽ đánh thử 29, 25,59, 141. Ui, mấy thanh niên này làm sao đấu được mình. Lưu chiến luôn. Thắng luôn và ngay. 1.000, ui 1.000 không đánh được. 171 vạn, 178 vạn đã được này. Đánh được anh em. Tôi có khá nhiều lượt để đánh chứ. Còn 4 lượt đánh đây anh em ơi, 233 vạn. Cứ con nào mà không phải là có hình đỏ là mình đánh được anh em ạ. Rất khỏe, 257 vạn. Đánh luôn, 311 vạn. Đơn giản như đan rổ vậy. Có thêm một cái nữa, mình đấu với con nào đây, 87 vạn à. 87 ngàn. Hết cái này để đi rồi anh em ơi. Phần thưởng, tổng kết mùa giải, các kiểu. Rồi anh em ơi, quay trở lại cái này thì có thêm một cái là cái tiên môn là vào lập băng hội ấy, vào băng hội anh em ạ.
nâng thêm cái kỹ năng phái, mình tăng cho cái thích khách đi, tỷ lệ sinh lực của thích khách, tại vì tướng chính của mình là Ngộ Không mà anh em. Lộc Đại Tiên, đánh cái này thì anh em sẽ cần mất cái nguyên bảo cũng được. Chốt nhận được thêm đó chính là tu vi tiên môn và cái xu anh em nhá. Đó. Quay trở ra này. Thiên nhân phù mình lại có thêm 15 cái. Tiếp tục là mở. Rồi, mở đi, mở hết đi. Đã xong anh em ơi. Ok, bây giờ tôi cố gắng lên ải 800 để tôi sẽ nhận thêm một con tướng đỏ nữa anh em nhá. Là được, nhiệm vụ này. Mình cũng sẽ nhận được rất là nhiều cái nguyên bảo. Đấy. Thêm được cái hòm này, 50 với kim đơn này. Nhiều vãi cả đạn luôn. Ok, rồi và nạp đầu thì anh em vẫn sẽ nhận được Ngộ Không nha anh em. Dành cho anh em nào mà chưa có, mới vào chơi. Tướng hệ lôi mạnh nhất rồi. Ok, hồ lô liếc. Và mình sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong những tập kế tiếp của Tây Du Béo nha. Xin chào, gặp lại, bye bye.